Với khóa học tiếp cận affiliate marketing một cách dễ dàng và thực tế, và mình là Chris đây. Trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series các bước để các bạn có thể triển khai một chiến dịch affiliate marketing hiệu quả. Và bài hôm nay sẽ nói về cách sử dụng link tracking cho affiliate marketing. Thế thì link tracking là gì và nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào? Mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho các bạn rõ. Đó là với cái mô hình affiliate marketing á, chúng ta sẽ quảng bá các sản phẩm, các chiến dịch dựa vào một cái link tracking. Mỗi sản phẩm, một chiến dịch nó sẽ có một cái link tracking riêng, và mỗi network thì cũng sẽ có những cái link tracking riêng cho các chiến dịch của họ. Lý do là chúng ta cần phải quảng bá vào cái link tracking này á, thì các bạn hãy nhớ lại cái mô hình mà mình giới thiệu cho các bạn ở những video đầu tiên của cái khóa học này á. Đây, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây này, cái mô hình này ha, thì các bạn sẽ thấy là để mà chúng ta có thể kiếm tiền với affiliate marketing được á, thì các bạn cần phải đặt cái link affiliate vào trong website của các bạn, hoặc là các bạn đặt ở đâu đó mà các bạn có thể quảng bá, để người dùng họ click vào trong cái link affiliate đó và họ sẽ được điều hướng tới trang của advertiser. Rồi khi mà người dùng á, họ hoàn tất một cái hành động nào đó trên website, ví dụ như là mua hàng hay là điền thông tin, thì bạn sẽ nhận được hoa hồng. Chính vì vậy, cái link tracking này nó sẽ là cái để cho network, để cho advertiser họ biết được đơn hàng đó đến từ bạn để họ trả hồng cho bạn. Nếu như các bạn quảng bá mà không thông qua cái link này á, ví dụ như là thay vì các bạn để cái link này để cho người dùng họ click vào cái link này, họ đến trang chủ của advertiser, thì các bạn đưa cho người dùng cái link trang chủ advertiser luôn, người dùng họ vào trong đó, họ đặt hàng trong đó, thì đương nhiên chắc chắn là các bạn sẽ không nhận được hoa hồng rồi, tại vì hệ thống đâu có tracking được đơn hàng đến từ bạn đâu. Và đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải có kỹ năng sử dụng cái link tracking này một cách hiệu quả. Và bài học ngày hôm nay của mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm điều đó. Thì đó là mình vừa nói lại cái nguyên tắc hoạt động của cái link tracking này, hay gọi là cái link affiliate. Mỗi publisher thì sẽ có một cái link affiliate riêng, không có ai giống ai cả. Rồi, thế thì bây giờ làm sao để chúng ta lấy được những cái link này để chúng ta quảng bá đây? Các bạn sẽ lấy những cái link này ngay trong chiến dịch mà các bạn muốn quảng bá. Thì tùy theo những cái network mà các bạn tham gia, giao diện của họ sẽ khác nhau. Tuy nhiên cái nguyên tắc hoạt động cũng như là cái cách mà chúng ta lấy cái link á, thì gần như là nó tương đồng như nhau. Bây giờ mình sẽ demo cách để chúng ta lấy những cái link tracking này theo từng cái network, kể cả ở Việt Nam và nước ngoài, để cho mọi người xem ha. Rồi, ví dụ đầu tiên đó là bây giờ mình sẽ lấy link tracking ở trên Ancestry. Ví dụ như là mình sẽ chọn một cái chiến dịch mà mình muốn quảng bá đi. Rồi, như là chiến dịch Việt Travel này đi, mình đang cần quảng bá những cái tour du lịch ở trong cái chiến dịch này, thì mình sẽ nhấp vào chiến dịch này. Mọi người lưu ý nhé, sẽ có những chiến dịch các bạn cần phải đăng ký trước thì các bạn mới có thể lấy link tracking được. Ở đây nè, các bạn thấy những cái chiến dịch nào mà nó có chữ tạo link ở đây á, có nghĩa là mình sẽ có thể tạo link trực tiếp và mình đi quảng bá được. Còn những cái chiến dịch nào nó có chữ đăng ký nè, ví dụ như là chiến dịch Airbnb này đi, rồi mình ấn vào đây, mình đăng ký. Khi mà mình đăng ký á, mình phải chờ duyệt. Đó, các bạn thấy trạng thái là chờ duyệt. Khi nào mình được Ancestry họ duyệt rồi á, thì mình mới được chạy chiến dịch này. Rồi, quay lại cái chiến dịch Viettravel này đi. Đó, rồi ở đây bây giờ nếu mà các bạn muốn quảng bá chiến dịch này á, thì các bạn cần phải lấy một cái link affiliate ha, hay gọi là link tracking gì đấy. Ở trong bài học này thì mình sẽ luân phiên nhau, mình dùng hai chữ này và ý nghĩa nó là như nhau ha. Chúng ta sẽ ấn vào chữ tạo link nè. Rồi, ở cái bước này thì Ancestry họ sẽ yêu cầu các bạn là các bạn cần phải nhập một cái đường URL vào. Đây, trước khi mà mình demo với lại chiến dịch Viettravel này thì mình sẽ demo với một chiến dịch khác để các bạn hiểu rõ hơn cái cơ bản nhất cái đã. Ví dụ như là mình sẽ lấy cái chiến dịch FPT Laybox đi. Rồi, mình cũng làm tương tự ha, mình ấn vào nút tạo link. Đây thì các bạn sẽ thấy ha, đối với chiến dịch FPT Laybox á, thì Ancestry họ đã tạo sẵn một cái liên kết cho các bạn rồi. Các bạn sẽ không cần phải nhập cái liên kết vào như chiến dịch Viettravel nữa. Và lý do là bởi vì cái chiến dịch FPT Laybox này nó chỉ có một cái trang landing page duy nhất thôi. Tức là họ bán duy nhất một cái sản phẩm FPT Playbox thôi. Cho nên đây là cái đường liên kết duy nhất mà các bạn sẽ dẫn khách hàng về. Chính vì vậy, ở đây Ancestry họ sẽ tạo thẳng cho các bạn một cái link này luôn. Và việc của chúng ta bây giờ là các bạn chỉ việc ấn vào nút tạo link này. Ở phần bên đây thì các bạn chọn một trong hai cái này đều được. Đó, ví dụ như mình chọn cái domain này đi. Rồi mình ấn nút tạo link này. Đây, thì hệ thống sẽ tạo ra cho mình một cái link như thế này. Bây giờ mình chỉ việc copy cái link này và mình đem cái link này đi quảng bá là được ha. Ví dụ như là mình sẽ chèn cái link này vào trong bài viết ở trên website của mình. Mình viết một cái bài giới thiệu về FPT Laybox. Rồi mình sẽ chèn cái link này vào cái nút là
đặt mua ở đây ngay tại đây. Rồi khi người dùng họ click vào á, thì họ sẽ đến cái trang mua hàng. Ví dụ như mình demo thử cho mọi người xem nhé. Rồi mình tạo một cái trang ở bên WordPress. Ví dụ như mình tạo một cái bài viết ở đây. Đặt mua FPT Lightbox. Ví dụ như là đánh giá FPT Playbox đi. Rồi lưu nháp lại. Rồi ví dụ như ở đây mình đã soạn sẵn nội dung của cái bài viết này rồi ha. Rồi ví dụ bây giờ mình sẽ có một cái nút kêu gọi hành động là đặt mua FPT Playbox. Đó, các bạn tưởng tượng mình có một cái nút này ha. Thì bây giờ mình sẽ bôi đen cái này, mình chèn link vào. Lúc này mình sẽ chèn cái link tracking của mình vào đây. Đó. Rồi, mình chọn là mở trong tab mới đi. Rồi, ok, như thế này ha. Rồi, mình đăng bài này lên. Rồi, mình mở mình xem bài này. Thì các bạn sẽ tưởng tượng đây là một cái bài viết của mình đánh giá giới thiệu về FPT Lightbox. Và ở phía cuối bài viết mình sẽ có một cái nút là đặt mua FPT Lightbox. Khi mà khách hàng họ click vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ mở sang tab mới. Rồi đến cái trang mua hàng như thế này. Đấy, thì khi mà người dùng họ đặt mua hàng ở trang này thành công và nhận được hàng thì mình sẽ nhận được hoa hồng, bởi vì họ đã click vào cái link tracking của mình rồi ha. Đó, thì nguyên tắc hoạt động nó đơn giản như vậy thôi. Các bạn lấy cái link này rồi các bạn đem đi quảng bá là được. Ở đây thì Accessory có thêm cái lựa chọn là các bạn có thể tạo cái link rút gọn để nhìn cho nó đẹp hơn. Ví dụ như là cái link này nhìn nó không được đẹp cho lắm thì các bạn chọn cái phần tạo link rút gọn nè. Đó, thì nó ra cái link ngắn hơn như thế này. Hai link này thì các bạn sẽ sử dụng như nhau thôi. Dùng cái link nào đi quảng bá cũng được. Rồi, đó là trường hợp mà chiến dịch nó chỉ có một cái trang landing page duy nhất thôi. Thì Accessory họ đã điền sẵn cái trang này vào đây cho các bạn rồi. Việc của các bạn là các bạn chỉ cần tạo link thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với lại chiến dịch Viettravel đi. Mình quay lại chiến dịch Viettravel hồi nãy nha. Du lịch nè. Rồi chọn Viettravel, ấn tạo link nè. Thì họ yêu cầu mình phải nhập cái đường URL vào đây. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ vào trong cái trang chủ của Viettravel. Đó, mình vào cái trang travel.com.vn này nè. Rồi các bạn sẽ thấy là ở đây nó có rất là nhiều những cái tour khác nhau mà mình có thể quảng bá. Ví dụ như là bây giờ mình muốn quảng bá một cái tour du lịch ở Phú Quốc chẳng hạn như vậy. Rồi, đây là cái trang đặt hàng của cái tour du lịch ở Phú Quốc này. Bây giờ mình muốn quảng bá cái trang này tới khách hàng của mình thì mình làm như thế nào? Mình sẽ lấy cả cái đường link này. Đó, mình lấy đường link cả cái trang này, mình copy nó. Sau đó mình sẽ qua cái phần tạo link liên kết này nè. Đó, mình dán vào như thế này ha. Rồi, hai cái này thì mình chọn cái nào cũng được. Rồi, sau đó mình sẽ ấn nút tạo link. Đây thì các bạn sẽ thấy là hệ thống Accessory họ sẽ tạo ra được một cái link như thế này. Mình ấn tạo link rút gọn để nhìn cho nó đẹp. Rồi các bạn sẽ thấy là hệ thống Accessory họ sẽ tạo ra một cái link rút gọn như thế này. Thì bây giờ mình sẽ copy cái link rút gọn này và mình đem nó đi quảng bá, chèn nó vào trong cái bài viết trong website của mình. Ví dụ như bài hồi nãy. Đặt mua tour du lịch Phú Quốc. Đó, mình bôi đen. Rồi mình chèn cái link nó nào. Rồi mình chèn cái link đó vào đây. Mở sang tab mới luôn. Rồi cập nhật. Rồi mở sang xem lại ha. Đó, thì khi khách hàng họ đọc nội dung của mình xong, họ click vào cái đường dẫn là đặt mua tour du lịch Phú Quốc, click vào đây, thì các bạn sẽ thấy là khách hàng sẽ được điều hướng tới cái trang đặt hàng này. Đó. Rồi khi mà họ hoàn tất đặt hàng cái tour này thành công á, thì mình sẽ nhận được hoa hồng. Nè, các bạn kiểm tra cái link ở trên các bạn sẽ thấy nè. Nó có cái đuôi UTM sụp bằng Accessory nè. Các bạn muốn kiểm tra các bạn chỉ cần click vào và các bạn để ý. Ở trên cửa sổ nó hiện ra đấy, thì nó sẽ chạy qua cái link affiliate của chúng ta trước. Trước khi đến cái trang này. Đây, mình click vào các bạn để ý kỹ nhé. Đó, các bạn thấy không? Nó chạy qua cái link là click.accessory.com trước khi nó chạy qua cái trang này. Thì đấy là cách mà các bạn lấy link để các bạn đi quảng bá thôi. Đối với các chiến dịch khác thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Chiến dịch nào mà nó có sẵn link ở đó rồi á, vì nó chỉ có một cái trang landing page duy nhất thì các bạn đem đi các bạn quảng bá. Còn đối với các chiến dịch mà nó có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau, ví dụ như là ở bên ngách thương mại điện tử hay là du lịch đi,
Thì các bạn muốn khách hàng vào cái trang nào mua hàng ở đâu á, thì mọi người vào cái trang chủ đó, mọi người lấy cái link đó rồi sang đây các bạn tạo là được. Ví dụ như là mình demo thêm một cái chiến dịch ở bên thương mại điện tử đi, chẳng hạn như là chiến dịch Shopee này. Đó, mình cũng ấn nút tạo link ở đây. Đó, bây giờ mình muốn bán sản phẩm nào trên Shopee, điều hướng người dùng tới sản phẩm nào thì mình vào cái trang chủ của Shopee trước. Đây ha. Rồi, ví dụ như là mình muốn bán cái máy ảnh đi. Rồi, ví dụ như là mình muốn điều hướng người dùng tới cái trang này, bán những cái thiết bị về máy ảnh camera nè, thì mình lấy cái link này, copy nó, rồi đưa sang cái phần tạo link. Các bạn có thể vào trong cái phần công cụ rồi chọn product link thì nó sẽ ra cái phần tạo link ha. Hoặc là các bạn vào cái chiến dịch đó là cái trang Shopee này, các bạn ấn vào phần tạo link thì nó cũng như vậy thôi, tương tự như nhau à. Rồi các bạn dán cái link của các bạn vào, rồi đó, tạo link rút gọn, rồi ấn nút tạo link thì hệ thống sẽ tạo ra một cái link affiliate cho mọi người. Đây chính là cái link affiliate của chúng ta nè. Rồi các bạn dùng cái link này các bạn đi quảng bá là được. Ví dụ như mình dán vào đây, enter. Đấy, thì nó sẽ ra lại cái trang hồi nãy ha. Mình để ý là sẽ có nhiều bạn hỏi với mình á, là ví dụ như bây giờ mình điều hướng khách hàng tới cái trang sản phẩm này, có rất là nhiều sản phẩm ở đây. Tuy nhiên khách hàng họ không có thực hiện hành vi mua hàng ở đây á, mà họ vào một cái sản phẩm khác ở trên Shopee, ví dụ như là họ vào trong cái phần thời trang nè. Đấy, rồi họ đặt mua một cái áo nào đó trong Shopee đi. Như vậy thì mình có được hoa hồng hay không? Thì câu trả lời của mình là có. Với điều kiện á, là cookie của bạn vẫn còn lưu lại ở trong máy tính của người dùng đó. Họ chưa có click qua một cái link affiliate của các publisher khác, thì các bạn vẫn nhận được hoa hồng ha. Phần cookie thì mình đã giải thích ở cái bài về các thuật ngữ trong affiliate marketing rồi. Đó, ví dụ như là các bạn không muốn khách hàng vào một cái sản phẩm cụ thể nào đó vì các bạn không biết là họ thích sản phẩm nào, thì khi mà các bạn quảng bá, các bạn có thể vào một cái trang chuyên mục của sản phẩm đó thôi. Ví dụ như hồi nãy của mình đó là mình chỉ vào cái trang chuyên mục về máy ảnh thôi. Mình không có đề xuất bất cứ một cái máy ảnh nào cho khách hàng, nhưng mà mình đề xuất họ vào trong đây để họ lựa thì mình lấy cái link này. Còn mình biết chắc chắn một cái mẫu máy ảnh nào đó rồi và mình muốn đề xuất cho khách hàng mua á, ví dụ như là cái Canon 700D này, thì mình nhấp vào thẳng vào cái trang sản phẩm luôn. Đó, mình nhấp vào thẳng cái trang này luôn nè. Rồi mình lấy cái link này, mình tạo link affiliate ở bên đây. Rồi ấn tạo link. Đó, như vậy ha. Rồi, đó là mình demo cách mà các bạn có thể lấy link tracking ở bên Network Ancestry của Việt Nam ha. Rồi những network khác thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Ví dụ như là bây giờ mình sang Flex. Đó, rồi bây giờ mình muốn chạy một cái offer bên Flex, ví dụ như cái sản phẩm Dakami này đi. Thì mình nhấp chọn vào cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy nè. Đó, nó có phần là tracking link ở đây ha. Flex họ tạo sẵn cho các bạn cái link này luôn rồi. Các bạn chỉ việc copy cái link này. Rồi các bạn chèn vào trong bài viết của chúng ta. Đó, các bạn chèn như khi nãy mình làm á, thì các bạn sẽ quảng bá được. Rồi khi mà khách hàng nhấp vào thì họ cũng sẽ đến cái trang mua hàng của Flex và họ đặt hàng thành công ở trong đó, đơn hàng được duyệt á, thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng. Rồi tương tự như vậy thì network nước ngoài cũng như vậy thôi. Ví dụ như là Clickbank bây giờ muốn lấy link tracking đúng không? Thì mọi người vào chọn một cái sản phẩm mà mọi người muốn quảng bá đi. Ví dụ mình chọn cái Green Products này. Đó, ở đây là một loạt những cái offer ở bên Clickbank. Rồi mình chọn đại một cái sản phẩm nào đi. Đó, ví dụ như sản phẩm này. Thì các bạn sẽ thấy nó có một cái nút promo ở đây. Các bạn chọn vào cái phần promo này. Đó, thì hệ thống nó sẽ hiện ra cái trang như thế này. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái nút là Generate Hot Link. Cái phần link tracking ở bên Clickbank á, thì họ tạo riêng một cái định nghĩa cho cái link của họ gọi là Hot Link. Thì ở đây các bạn sẽ ấn vào Generate Hot Link ở đây. Đó, thì mọi người thấy nó sẽ ra một cái đường link như thế này. Cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ copy cái đường link này và các bạn sẽ đem đi quảng bá ha. Rồi, đó là cách mà các bạn có thể lấy cái link tracking. Bây giờ để chèn vào bài viết và chèn vào mẫu quảng cáo thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hồi nãy thì mình đã demo cho mọi người xem cách để chúng ta có thể chèn vào trong bài viết đơn thuần rồi. Thế thì nếu mà các bạn muốn chạy quảng cáo á, thì các bạn sẽ chèn cái link tracking vào trong mẫu quảng cáo luôn đúng hay không? Thì câu trả lời là không. Các bạn lưu ý điều này nhé. Và lý do là bởi vì đa số
khi mà các bạn chạy những cái mẫu quảng cáo trên Facebook hay là các bạn chạy quảng cáo trên Google á, thì những cái nền tảng này họ rất là ghét những cái link affiliate. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có thể tràn trực tiếp cái link tracking của chúng ta. Đây, chúng ta không có thể tràn trực tiếp những cái link tracking này vào những cái mẫu quảng cáo của chúng ta được. Nếu mà các bạn tràn trực tiếp vào á, thì khả năng rất là cao là quảng cáo chúng ta sẽ bị từ chối. Cho nên thường thường á, thì các bạn phải có những cái thủ thuật riêng. Ví dụ như là clocking hoặc là những cái tip trick khác nhau để các bạn có thể lách được những cái này. Nhưng mà mình không có hướng dẫn cho các bạn những cái thủ thuật hay là tip trick như vậy, bởi vì nó sẽ bị fix theo thời gian và rủi ro của nó cũng sẽ rất là nhiều. Cho nên nếu mà các bạn muốn chạy á, thì các bạn sẽ tràn những cái link này vào trong một cái trang landing page của chúng ta, một cái trang domain bình thường của chúng ta thôi. Chúng ta tự tạo trang web đó, chúng ta tạo một cái trang landing page, rồi các bạn tràn những cái link này vào trong bài viết đó của chúng ta. Và các bạn sẽ lấy cái link của cái trang landing page này nè, đó, cái link trang này nè, các bạn tràn vào trong mẫu quảng cáo. Khách hàng họ click vào trong mẫu quảng cáo chúng ta thì họ sẽ dẫn tới cái trang này. Khách hàng họ click vào trong mẫu quảng cáo chúng ta thì họ sẽ được dẫn tới cái trang này. Rồi tới trang này chúng ta sẽ trình bày nội dung, rồi chúng ta sẽ cố gắng kêu gọi hành động để khách hàng họ click vào cái link ở trong trang này mà chúng ta đã tràn. Thì khi họ click vào thì nó sẽ dẫn tới cái trang mua hàng ha. Thì đấy là cách làm an toàn nhất cho các bạn nếu mà các bạn muốn chạy quảng cáo. Rồi, cái phần cuối cùng của bài học sử dụng link tracking ngày hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta thêm những cái gọi là UTM suộc hoặc là sub ID hoặc là app sub vào trong những cái link tracking của chúng ta để quảng bá. Thế thì những cái UTM suộc hay là sub ID hay là app sub nó là những cái gì? Bây giờ mình sẽ demo trong từng cái network cho mọi người xem. Trước khi mình demo thì các bạn hãy tưởng tượng một câu chuyện như thế này. Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn chạy một cái chiến dịch nào đó, các bạn tạo ra rất là nhiều những cái mẫu quảng cáo khác nhau để chạy chiến dịch đó, hoặc là các bạn tạo ra rất là nhiều những cái trang web, những cái landing page khác nhau để chạy cái chiến dịch đó để các bạn test ha, ví dụ như vậy. Rồi khi mà các bạn ra đơn hàng rồi á, các bạn vào các bạn xem mục report, mục báo cáo ở trên network, các bạn thấy đơn hàng rồi, thì làm sao mà các bạn biết được á cái đơn hàng đó nó đến từ cái trang landing page nào, nó đến từ cái mẫu quảng cáo nào, hay là nó đến từ cái nguồn nào, nó đến từ website hay là nó đến từ Facebook, nó đến từ quảng cáo Facebook hay là nó đến từ quảng cáo Google, ví dụ như vậy. Làm sao các bạn biết những cái đơn hàng nó đến từ những cái nguồn nào? Bởi vì nếu như các bạn chỉ sử dụng đơn thuần một cái link tracking bình thường thôi, ví dụ như mình chỉ lấy đơn thuần một cái link tracking bên Accessrate về cái máy ảnh hồi nãy ở bên Shopee đấy, đó, mình chỉ lấy những cái link này đơn thuần như thế này, mình chạy quảng cáo, mình dán vào trong website của mình chẳng hạn như vậy đi, thì khi mà khách hàng họ vào trong đây nè, họ mua một cái máy ảnh nào đó trong đây nè, thì làm sao mình biết được á cái bài quảng cáo nào của mình dẫn tới cái hành vi mua hàng của khách hàng, để từ đó mà mình có thể tối ưu mình tập trung vào cái bài quảng cáo đó hơn, mình tối ưu cái landing page đó hơn, tại vì nó đang hiệu quả, mình muốn tập trung nó hơn và mình bỏ đi những cái không hiệu quả. Các bạn hình dung được chưa? Đó là khi mà các bạn cần phải sử dụng hoặc là những cái UTM suộc hoặc là những cái gọi là app sub hay là sub ID vào trong những cái link tracking của chúng ta, để mà chúng ta phân biệt từng cái nguồn traffic mà chúng ta sử dụng để chúng ta quảng cáo. Và sau này khi mà các bạn tracking thì các bạn sẽ biết chính xác được à, bây giờ mình biết là mẫu quảng cáo A nè, nó đem lại cho mình 5 đơn hàng, mình biết mẫu quảng cáo B nè, nó đem lại cho mình 10 đơn hàng, thì mình sẽ biết được ừ thì mẫu quảng cáo B nó sẽ hiệu quả hơn mẫu quảng cáo A. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Hầu hết ở trong những cái network mà các bạn làm á, họ cũng sẽ có sự lựa chọn để cho các bạn có thể gắn những cái đó vào. Mình ví dụ nha, mình lấy luôn cái ví dụ về cái máy ảnh này đi. Đó, bây giờ mình sẽ copy cái link máy ảnh này. Mình quay lại Asset Tray. Rồi, mình quay lại đây ha. Mình sẽ dán cái link này vào. Rồi, ví dụ nha, bây giờ mình có một cái website nói về máy ảnh. Mình muốn giới thiệu cái máy ảnh này trong cái bài viết trong website của mình để người dùng họ vào họ mua hàng. Đồng thời luôn á, là mình cũng có một cái kênh YouTube về review máy ảnh luôn. Và mình muốn đặt cái link này, cái link affiliate của mình á, mình muốn đặt nó vào cái phần mô tả của cái video review máy ảnh đó. Các bạn còn nhớ cái bài mà mình demo cái kênh YouTube họ review về cái đôi giày BTS Center, thì họ sẽ đặt cái link mua giày BTS Center ở dưới phần mô tả, và khi chúng ta nhấp vào thì nó tới cái trang Shopee để mua đôi giày BTS Center đó hay không. Thì bây giờ mình cũng làm như vậy luôn, mình có một video về review máy ảnh, mình cũng sẽ đặt một cái link này ở bên phần mô tả video đó. Thế thì mình sẽ có hai nơi đặt link. Thứ nhất á, là mình sẽ đặt ở bên website của mình, và thứ hai mình sẽ đặt ở bên kênh YouTube của mình. Thì mình sẽ làm như thế nào? Ở đây các bạn sẽ để ý nha, nó sẽ có cái phần là thông tin thêm ở đây.
tùy giao diện của mỗi network nó sẽ có một cái cách khác nhau để các bạn có thể thêm những cái thông tin này vào trong cái link của các bạn ha. Nhưng bản chất hoạt động của nó vẫn là như vậy. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy là mình có thể thêm cái nguồn chiến dịch ở đây. Ví dụ như bây giờ mình sẽ ghi cái chữ ở đây là website đi. Rồi, mình sẽ tạo cái link. Đó, thì các bạn sẽ để ý ở phần cuối của cái link này nó sẽ có chữ UTM sụt bằng website nè. Nói chung á, nếu mà các bạn nào không rành về kỹ thuật thì các bạn không cần quan tâm đâu. Các bạn chỉ cần biết bây giờ mình muốn đặt cái link đó vào trong website của mình, thì ở cái phần này nguồn chiến dịch mình sẽ ghi là website. Rồi mình copy cái link này và mình sẽ đặt cái link này ở trong website của mình. Rồi tiếp theo bây giờ mình muốn đặt một cái link khác ở trong video ở bên YouTube của mình, thì ở đây cái phần nguồn chiến dịch mình sẽ ghi là YouTube. Cụ thể hơn nữa là video review hoặc là vlog 42 YouTube. Đó, ví dụ như vậy. Video của mình đặt tên nó là vlog 42 về review sản phẩm gì đó bên YouTube. Mình ghi như vậy ha. Rồi mình ấn tạo link. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái đường link riêng để mình đặt cái đường link này vào trong cái phần mô tả của cái vlog số 42 trên kênh YouTube của mình. Thế thì bây giờ khi mà khách hàng họ mua hàng ở bên kênh YouTube của mình, ở cái vlog đó đó, thì khi mình vào cái mục báo cáo của AccessTrade á, mình sẽ xem được cái đơn hàng này nó đến từ cái vlog này. Rồi khi mà khách hàng vào trong website của mình họ mua cái máy ảnh thông qua bài viết trên website của mình, thì mình vào báo cáo mình cũng sẽ biết được cái đơn hàng này là do người ta vào website của mình họ đọc nội dung rồi họ mua ở trong đây. Đấy ha, các bạn hiểu cái ý tưởng như vậy. Đó là khi mà các bạn làm quen rồi, các bạn cần tracking, các bạn cần phải biết được chỗ nào đang hiệu quả, chỗ nào không hiệu quả, thì mọi người cần phải sử dụng UTM sụt để chúng ta phân biệt những cái link đó của chúng ta ra. Chúng ta rải nó đi nhiều nơi, mặc dù cùng một sản phẩm nhưng mà chúng ta rải nó ở nhiều nơi khác nhau, thì chúng ta sẽ tạo những cái link khác nhau. Và khi mà chúng ta xem report, xem báo cáo, thì chúng ta sẽ biết được cái chỗ nào của chúng ta quảng bá là đang hiệu quả ha. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy là các bạn có thể thêm nguồn chiến dịch nè, rồi thêm cách tiếp thị, ví dụ như là email hay là quảng cáo CPC hay là quảng cáo banner nè, rồi tên chiến dịch nè, rồi nội dung chiến dịch. Nói chung là nó có 4 cái yếu tố mà các bạn có thể thêm vào. Cái này là ở bên AccessTrade nhé. Rồi ví dụ như là ở bên Afflex thì sao? Nó cũng như vậy thôi. Đây, Afflex thì họ có một cái nó gọi là AppSub, cũng tương tự như vậy. Bây giờ ví dụ mình có hai cái trang làm content về cái sản phẩm này, thì mình có thể điền ở trong đây là AppSub 1. Mình ghi nó là trang 1 đi. Đó, ví dụ như vậy. Rồi các bạn sẽ thấy là ở trên đây tự động cái link nó sẽ hiện ra cái dòng là AppSub 1 bằng trang 1 nè. Đó, mình copy cái link này, mình đưa vào trong cái trang thứ nhất của mình. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo một cái link khác, đó là trang 2. Đó, rồi mình sẽ lấy cái link này, mình đưa vào trong cái trang 2 của mình. Thì khi mình xem report, mình chạy quảng cáo, thì mình sẽ biết được cái đơn hàng này nó đến từ trang 1 chứ không phải đến từ trang 2. Trang 1 hiệu quả hơn thì mình sẽ tối ưu trang 1 hơn. Rồi, ở Việt Nam như vậy, rồi quốc tế cũng như vậy thôi. Ví dụ như là bên Clickbank cũng vậy nè. Các bạn để ý ở bên Clickbank nó có cái phần tracking ID này nè, cũng tương tự thôi. Ví dụ như là mình chạy quảng cáo cái sản phẩm này trên Google, thì mình có thể ghi nó ở đây là Google nè. Đó, rồi mình tạo một cái hop link. Thì ở đây nó sẽ sinh ra một cái dòng là TID bằng Google. Rồi ví dụ như là mình cho cái link này bên Instagram đi, thì mình sẽ ghi chữ Instagram ở đây. Rồi tạo hop link thì nó sẽ ra một cái link khác. Cứ thế thì mình sẽ tạo những cái biến thể khác nhau của cái link của mình và mình rải nó đi những nơi mà mình quảng bá ha. Đấy, thì đó là cách mà các bạn có thể thêm những cái thông tin khác vào trong link affiliate của mình. Cái việc này nó sẽ rất là quan trọng cho mọi người trong cái việc mọi người phải tracking hiệu quả của chiến dịch của chúng ta. Cơ chế nó là như vậy, còn việc các bạn áp dụng vào cái hoàn cảnh như thế nào hoặc là các bạn điền thêm cái thông tin nào vào đó để các bạn tracking, đó là tùy các bạn thôi. Cho nên khi mọi người làm á, thì mọi người cần phải làm một cách có hệ thống. Chúng ta phải theo dõi, phải đo lường được hiệu quả của những chiến dịch của chúng ta chạy, những cách mà chúng ta triển khai. Và một trong những cái phương pháp đơn giản nhưng mà cực kỳ hữu ích nhất để chúng ta làm việc đấy, đó chính là các bạn cần phải sử dụng UTM sụt hoặc là AppSub hoặc là SubID hoặc là bất cứ một cái tên gọi nào khác để mà các bạn có thể phân biệt được đơn hàng của các bạn đến từ nguồn này hay là nguồn kia. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người những gì mọi người cần biết để chúng ta có thể sử dụng link tracking trong affiliate marketing một cách hiệu quả ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mình là Chris.